Muốn biết về già có phúc đức hay không, chỉ cần nhìn vào ba điều này là rõ. Mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay, có lẽ quý vị đã nghe rất nhiều đến thuật xem tướng rồi đúng không ạ? Trong nhân tướng học, thông qua tướng mạo, mỗi người ta có thể đoán được phần nào tính cách, bản chất con người. Chẳng hạn như mắt mà tí hí như mắt lươn thì hay được ví von với phường trộm cắp, bất lương. Thế nhưng người mà lông mày rậm, nhân trung dài thì thường được nói là dễ trở thành người thành công làm quan. Những lời nhận xét như thế thực ra cũng là hoàn toàn có cơ sở. Bởi lẽ tâm sinh tướng mà, cho nên những người sống có phúc đức, nhân từ càng dễ biểu hiện ra gương mặt những nét hiền lành, lương thiện. Người có nội tâm tốt đẹp, phong phú chắc chắn sẽ sở hữu vẻ ngoài đàng hoàng và đĩnh đạc. Vậy đâu là những biểu hiện của người sống phúc đức càng già càng sướng, quý vị có biết không? Trong video ngày hôm nay, Ngẫm Sự Đời sẽ chia sẻ với quý vị những biểu hiện dễ nhìn thấy ở một người độ tuổi ngoài lục tuần, phúc đức đầy mình. Quý vị cùng theo dõi xem bản thân mình và những người xung quanh có những đặc điểm này không nhé. Đặc điểm thứ nhất, đôi mắt sáng. Thông thường khi giao tiếp, quý vị có thói quen nhìn vào mắt của đối phương. Người ta vẫn thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Ở đó chúng ta nhìn được một phần nội tâm của họ. Ánh mắt mang nhiều biểu cảm, có thể là giận dữ, hoang mang lo lắng, hay thậm chí là yêu thương trìu mến nhân từ. Khi nhìn vào đôi mắt người đối diện, nhiều tâm tư của họ đều sẽ lộ ra. Bàn về mắt, Mạnh Tử có nói, lòng ngay thẳng thì mắt sáng trong, trong tà phai thì mắt không che được thiện ác của tâm hồn. Chỉ cần nhìn đôi mắt cũng có thể nói lên được nhiều điều về bản chất của một người. Theo tướng số thì từ đặc điểm của đôi mắt sẽ luận ý nghĩa, từ đó có thể nhận định được một phần nhân cách của một người. Về phương diện tra vận mệnh, xem tướng qua đôi mắt sẽ tra được vận từ 35 đến 40 tuổi là chính xác nhất quý vị ạ. Có những người tới tuổi xế chiều đôi mắt vẫn sáng tinh anh. Một ánh mắt long lanh, kiên định chính là biểu hiện của nội tâm tràn trề năng lượng, sức mạnh. Dù đã có tuổi, họ vẫn khẳng định sự tích cực qua ánh mắt, mang phúc đức đầy mình. Một người sống phúc đức không biểu hiện ở việc họ ăn mặc có đẹp không, có sang trọng không. Tiền tài, vật chất nhiều khi không liên quan gì tới lối sống tích đức của họ. Chỉ có một trái tim mãnh liệt, chứa chan tình cảm và lòng vị tha, đôi mắt sáng tinh anh, nhạy bén mới là biểu hiện của người sống phúc đức. Đặc điểm thứ hai, thường trực nụ cười trên môi. Quý vị ơi, người xưa vẫn nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Quả thật, nụ cười như một liều thuốc bổ giúp ta quên đi những muộn phiền. Cuộc đời không thiếu những vấp ngã và khó khăn mà con người ta phải trải qua. Thế nhưng, đôi mắt với những chông gai ấy, nhiều người chọn chùn bước, chọn bỏ cuộc, ngược lại có người chọn đối mặt với nó. Thực chất, lối sống tích cực, lạc quan là điều mỗi chúng ta cần rèn luyện theo đuổi. Khi đối diện với nghịch cảnh, tâm lý lạc quan, tinh thần sẵn sàng vượt qua khó khăn sẽ giúp quý vị có thêm động lực chiến đấu. Ngẫm Sự Đời từng rất thích một câu nói thế này: nếu đôi khi bạn thấy muốn khóc và cuộc sống có vẻ như là một cuộc thử thách, trên những đám mây kia sẽ là một bầu trời xanh tươi sáng. Vậy hãy biến nước mắt thành nụ cười. Một người luôn tích cực vui vẻ và giữ nụ cười thường trực trên môi là người mạnh mẽ và bản lĩnh. Họ luôn duy trì trạng thái tinh thần này mọi lúc, mọi nơi, ở mọi độ tuổi. Càng về già, chúng ta càng nên giữ tinh thần thoải mái và tích cực. Suy nghĩ tiêu cực, độc hại, lo toan vô độ chính là những yếu tố khiến bạn mau già đi và sức khỏe suy yếu. Đặc điểm thứ ba, lời nói dễ nghe. Nhà thơ người Anh là Ben Jonson đã từng nói, lời nói có thể bộc lộ rõ nét tính cách của một người. Chỉ cần bạn nói chuyện, tôi sẽ có thể hiểu rõ bạn. Có một câu chuyện thế này mà Ngẫm Sự Đời muốn chia sẻ với quý vị. Một lần nọ, Lý Hồng Chương
đi thị sát công việc ở một địa phương nọ. Chi phủ nơi đó đã mời ông nếm thử đặc sản địa phương. Ở địa phương đó có một món chè súp đặc biệt được nấu bằng mì gạo và một ít hạt vừng đã giã nhỏ. Sau khi được nấu chín sẽ được sắc trên bề mặt của món súp. Khi đến cửa tiệm, ông chủ đã mang món chè súp ra cho họ nếm thử. Lý Hồng Chương bưng bát chè đang định nếm thử. Sau đó mọi người nhìn thấy bát chè bị ném xuống đất. Tất cả mọi người ở đó đều không hiểu lý do vì sao. Ông chủ quán lại càng lo lắng hơn. Khi nhìn thấy những hạt vừng trong bát, ông mới nhận ra rằng Lý Hồng Chương chưa ăn chè bao giờ. Vì vậy ông coi những hạt vừng trong bát là bụi bẩn. Tuy nhiên, nếu nói thẳng ra sẽ khiến Lý Hồng Chương cảm thấy bối rối. Nhưng nếu không nói ra thì sẽ khiến người khác tưởng rằng món chè súp không ngon. Do vậy, người chủ quán lập tức xin lỗi và nói: Lý Hồng Chương, xin lỗi ngài. Tôi không hề biết ngài không thích ăn hạt vừng đã được nghiền nát, rắc lên món chè. Nếu ngài không thích, tôi sẽ giúp ngài đổi một món chè không có hạt vừng. Lúc này Lý Hồng Chương mới nhận ra đó chính là hạt vừng. Ông ngẩng đầu lên, nhìn người chủ quán, thầm nghĩ trong lòng, người này quả thực là thông minh. Chỉ nói hai ba câu liền có thể khiến ta minh bạch ra, xoa dịu bầu không khí. Lý Hồng Chương nghe xong tấm tắc khen: kẻ không biết thì không có tội. Tuy rằng ta không thích ăn hạt vừng nghiền nát, nhưng bát chè của quán ông thì quả thực là ngon, nên ta quyết định sẽ ban thưởng cho ông. Quý vị thấy đấy, kỳ thực thì lời nói, ngôn ngữ giống như một tấm gương, từ đó có thể nhìn ra tính cách của một con người. Nếu đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thì cái miệng thể hiện trình độ tu dưỡng của chúng ta đến đâu. Như câu nói, lời nói của bạn như thế nào thì bạn chính là người như thế đó. Một người sống phúc đức chắc chắn phải có lời nói, hành động hướng thiện. Nếu một người ngoài tuổi 60 vẫn minh mẫn, nói ra lời nào cũng toàn câu từ dễ nghe, thì đó là người tích đầy phúc đức. Chúng ta luôn nghĩ phong thủy quyết định may mắn và vận mệnh của một người. Nhiều người đã bỏ ra rất nhiều tiền để bản thân có được phong thủy tốt. Thực ra chúng ta chẳng cần phải đi tìm phong thủy ở đâu xa. Phong thủy của mỗi người bắt đầu từ chính miệng của mình, quý vị ạ. Quý vị hãy nhớ rằng vận mệnh của mình luôn bắt đầu từ chính miệng của mình. Vậy nên nếu quý vị muốn thay đổi số phận thì hãy bắt đầu từ việc thay đổi lối giao tiếp của bản thân. Đa phần chúng ta bị mắc tội khẩu nghiệp. Người xưa có câu, họa từ miệng mà ra. Những người gây họa chủ yếu là không kiểm soát được lời ăn tiếng nói của mình. Những người thực sự có phúc rất biết giữ mồm, giữ miệng, biết nói năng chừng mực để làm chủ cuộc sống. Ở ngưỡng tuổi xế chiều, chúng ta càng cần biết nói năng đúng mực, giữ lại phước lành cho cuộc đời mình. Bạn hãy tránh xa những lời nói cay nghiệt, độc ác, đặt điều, vu vạ cho người khác. Nên chăm chút cho đời sống cá nhân mình thay vì lo chuyện bao đồng. Người sống phúc đức thường sẽ hài lòng với những gì họ đang có, không hổ thẹn với những gì họ đã làm. Họ sống hết mình, tích cực, lạc quan, luôn giữ nụ cười tươi tắn và đầy năng lượng tích cực. Họ cũng lan tỏa những giá trị tốt đẹp này tới cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội văn minh. Quý vị ạ, dân gian vẫn thường khuyên nhủ nhau, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Hành vi uốn lưỡi trước khi nói ấy không phải là bảo người ta cần khôn khéo hơn người, càng không phải là cổ xí cho những lời đầu môi chót lưỡi, mật ngọt chết ruồi. Đó chính là cảnh tỉnh thế nhân, cần thận trọng cân nhắc và có trách nhiệm với mỗi lời nói của chính mình, sao cho chân, sao cho thiện, sao cho nhẫn, để người nghe cũng được cảm hóa mà thấy ấm lòng. Người nói cũng không bị tổn hao y đức. Nếu làm được như vậy thì quả thực đáng quý lắm thay. Như vậy là ngẫm sự đời vừa chia sẻ với quý vị về ba đặc điểm của một người càng sống càng phúc đức. Quý vị ngẫm xem những điều mà ngẫm sự đời nói có đúng không nhé. Quý vị thân mến, nhiều bậc cha mẹ thường dạy con trẻ lớn lên phải biết sống nhân hậu, tử tế. Nhưng kỳ thực như thế nào mới là người tử tế, nhân hậu? Câu hỏi đó nào có mấy ai trả lời cho rành mạch được. Có thể nói, cảnh giới cao nhất của sự anh minh chính là nhân hậu.
mọi phúc lành đều không tách khỏi chữ tâm. Người nhân hậu có thể lèo lái bản thân vẫy vùng bốn bể. Người nhân hậu như biển rộng có thể dung nạp trăm sông, dùng đức lớn mà thu phục lòng người. Ai cũng muốn được kết giao với người nhân hậu, bởi lẽ họ có thể mang lại cảm giác an tâm, tin tưởng. Nhân hậu chính là cái tâm thường ngày trong đối nhân xử thế, cũng là niềm tin và sức mạnh cơ bản của chúng ta. Trong thế giới hỗn loạn, rối ren này, quả là có muôn vạn kiểu người, mỗi người một tính. Tuy nhiên, một người có nhân hậu hay không thì lại biểu hiện rất rõ ràng ở ba khía cạnh sau đây. Quý vị cùng tiếp tục theo dõi để xem điều Mừng Ấm Sự Đời nói có đúng hay không nhé. Thứ nhất, người nhân hậu luôn hành xử chính trực. Quý vị thấy đấy, có rất nhiều người gặp chuyện gì cũng đều không có chính kiến của riêng mình. Ai bảo gì thì nghe nấy, không thể phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Kiểu người như thế này thật khó để có thể kết giao lâu dài được, quý vị ạ. Trước một sự việc, người thông minh có thể dùng tiêu chuẩn đúng sai chính xác mà đo lường. Người nhân hậu cũng ắt sẽ là người chính trực. Họ có một hệ thống giá trị quan chính xác và vững bền. Đứng trước việc lớn, việc nhỏ, họ đều có thể phán đoán, hành động hợp với tình người và chiều theo đạo lý của đất trời. Người chính trực không lấy lợi ích làm tiêu chuẩn để phán đoán khi có sự tình phát sinh. Trước hết, họ nhìn sâu vào nội tâm mình mà suy ngẫm, cân nhắc xem điều gì có thể bao dung, nhẫn nhịn, điều gì không thể bỏ qua hay tha thứ. Trong tim họ có một giới hạn, trong tâm họ có một hàng rào phòng vệ. Hễ vượt quá giới hạn này, họ sẽ lập tức cảnh giác và hành động để bảo vệ quan niệm đúng sai của mình. Ví như khi gặp chuyện bất bình giữa đường, chứng kiến những cảnh ức hiếp người già trẻ nhỏ, họ có thể kịp thời khống chế ra tay. Khi nhìn thấy người đi đường gặp nạn, họ cũng có thể nghĩ cách giải vây cho người ấy. Tất thảy điều đó đều là biểu hiện của một người nhân hậu. Chắc hẳn bạn còn nhớ câu chuyện Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga trong truyện thơ Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu. Lục Vân Tiên quê ở Đông Thành, tuấn tú khôi ngô, tài kiêm văn võ. Nghe triều đình mở khoa thi chọn người tài, bèn từ giã thầy xuống núi ứng thi. Trên đường, chàng gặp toán cướp phong lai hành ác, đang hại người vô tội. Chàng bèn thi triển võ nghệ, ra tay nghĩa hiệp một phen, đánh tan giặc cướp, cứu được cô nương Kiều Nguyệt Nga khỏi móng vuốt lũ ưng khuyển. Nguyệt Nga vốn không phải người thân thích của Vân Tiên, nhưng chàng vẫn sốc lòng, nghĩa hiệp, hành xử theo nguyên tắc giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Đó chính là biểu hiện của một người trung hậu, chính trực, lương thiện đấy quý vị ạ. Người chính trực cũng dễ được người khác tín nhiệm. Hành vi của họ đều là đường đường chính chính, không chút giấu giếm khuất tất. Ai nhìn vào cũng có thể đoán biết dễ dàng. Trong lòng vô ưu vô lo thì trời đất thanh thang, rộng mở. Chính trực là biểu hiện của người quân tử. Nếu bản thân mình không chính thì sao có thể quy chính người khác được đây? Vậy nên làm người hãy nuôi dưỡng đức tính chính trực của mình, quý vị nhé. Thứ hai, người nhân hậu luôn tồn giữ thiện niệm trong tâm. Nhân hậu thuộc về phạm trù đạo đức. Trong cuốn Tư Trị Thông Giám, nhà sử học Tư Mã Quang từng nói: người quân tử dùng tài để hành thiện, kẻ tiểu nhân dùng tài để hành ác. Người dùng tài hành thiện thì không thiện nào không đến, kẻ dùng tài hành ác thì chẳng ác nào không qua. Một người lúc nào cũng chỉ nghĩ tới bản thân, không biết quan tâm đến người khác, thì thâm tâm họ chắc chắn không đủ khoáng đạt bao dung. Kết giao với những người như thế chỉ khiến quý vị thêm mệt mỏi mà thôi. Người được gọi là nhân hậu ắt phải biết lo cho người khác mọi lúc mọi nơi. Nghĩ cho người khác chính là hy vọng cuộc sống của họ được hạnh phúc, mỹ mãn, bớt khó khăn, khổ nạn. Tâm biết giữ thiện niệm là cái gốc. Không vì việc ác nhỏ mà làm, cũng không vì việc thiện nhỏ mà không làm. Dốc sức giúp đỡ người khác được gọi là cái thiện nhỏ. Sẵn sàng lao vào nước sôi lửa bỏng vì nghĩa mà xả bỏ sinh mệnh thì được gọi là cái thiện lớn. Đặt mình vào tình cảnh của người khác mà tha thứ, bao dung chỉ là một việc thiện nhỏ. Nhưng người nhân hậu lại luôn mang trong mình phẩm chất này. Họ rất nhiệt tình, chủ động hòa mình,
tham gia những việc công ích. Họ chiếm được lòng tin của số đông, ai cũng vui vẻ ủy thác trách nhiệm cho họ. Thứ ba, người nhân hậu luôn cẩn trọng. Quý vị ơi, Khổng Tử từng nói, người quân tử thư thái mà không kiêu, kẻ tiểu nhân kiêu mà chẳng được thư thái. Thái là thư thái, thoải mái, thanh thản là cảnh giới tĩnh của bậc thánh nhân. Mà thái cũng như là núi Thái Sơn bình yên, vững chãi, tráng lệ và rất nặng. Thái độ cẩn trọng đạt đến độ bình ổn như núi Thái Sơn thì chính là khiến người khác trăm phần yên tâm vậy. Người khiến kẻ khác an tâm, bình an chẳng phải là người nhân hậu nhất hay sao? Tinh thần cẩn trọng ấy chính là làm người không tinh xanh, không hà khắc, không chi ly, không tuyệt tình, không tự tư mà dùng tâm thái bình hòa để đối đãi với mọi thứ, mọi người trên thế gian. Đời người như một ván cờ, lui một nước cũng chẳng thiệt chi. Tấm lòng mênh mông như biển lớn thì có thể dung nạp trăm sông suối. Chính vì luôn cẩn thận từng thời từng khắc, trung hậu thành thực, nên người nhân hậu mới có cơ hội gặt hái thành công. Trong cuộc sống, ta thường gặp một số người làm việc quên trước quên sau, chẳng có đầu cũng chẳng có cuối. Mỗi khi người ta giao việc cho họ thì trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm, lo âu. Kỳ thực đây chính là biểu hiện của người không nhân hậu. Người nhân hậu làm việc ắt sẽ cẩn thận đến nơi đến chốn, có thể quan sát nhạy bén, không bỏ quên dù là chi tiết nhỏ. Đồng thời, họ cũng kiên trì giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề phát sinh. Hành sự cẩn trọng mới xứng là người nhân hậu vậy. Hơn nữa, nhân hậu không phải là phóng túng, dung túng cho người khác làm bừa một cách vô nguyên tắc. Nhân hậu cũng không phải là luôn luôn làm người dĩ hòa vi quý. Thà để quyền lợi của mình bị xâm phạm hết lần này tới lần khác cũng không hề kháng cự. Quý vị hãy nhớ, nhân hậu là bao dung, khoan dung dựa trên nền tảng phân biệt rõ đúng sai. Nhân hậu là hành sự cẩn mật, không để lỗi lầm gây hại cho người khác. Quý vị sẽ chọn là một người nhân hậu chứ? Thứ tư, đơn giản hóa sự phức tạp. Trong cuộc sống, nhiều người mong muốn sở hữu được nhiều thứ nên cố gắng hết sức theo đuổi của cải danh vọng. Sự cố gắng, nỗ lực đặt mục tiêu là tốt, song nếu quá tập trung vào chúng thì quý vị có thể bỏ lỡ những niềm vui khác trong cuộc sống. Có một nghịch lý là khi quý vị càng có nhiều thì càng mất nhiều. Chẳng hạn, để được thăng chức và tăng lương, quý vị sẽ mất đi thời gian dành cho bản thân và gia đình. Có một sinh viên đại học mới tốt nghiệp, ngày nào cũng kiệt sức vì đi làm, nhưng vẫn tươi cười khi lãnh đạo giao việc. Cuối cùng, người đó ngất xỉu trên đường đến văn phòng. Trong thời gian nằm viện, người này luôn đau đáu chuyện chưa được nhìn ngắm thế giới rộng lớn. Sau khi hồi phục, người này quyết tâm thay đổi bản thân theo chiều hướng tích cực. Quý vị cứ thử hình dung mà xem, nếu ai cũng giống sinh viên này, mang trên lưng quá nhiều gánh nặng và đeo nhiều mặt nạ, cuối cùng họ sẽ trở nên kiệt sức. Thay vì luôn nghĩ về những thứ không có, quý vị nên tập trung vào những gì mà mình đang có và học cách cảm thấy hạnh phúc từ chúng. Chỉ bằng cách sống giản dị, tâm trí của chúng ta mới có thể tự do mở rộng ý nghĩa của cuộc sống. Quý vị cũng đừng nên mải miết theo đuổi dục vọng, ép buộc bản thân phải đạt được thứ gì. Hãy thả lỏng bản thân một cách hợp lý, giảm bớt sự phức tạp và đơn giản hóa. Đó là tự do và hạnh phúc thực sự, quý vị ạ. Thứ năm, sống chan hòa, gió xuân khắp nơi. Việc đối phó với cái nóng và lạnh trên đời thì không khó, nhưng khó thoát khỏi sự hờ hững và lạnh lùng của lòng người. Nếu một người có thể trút bỏ sự hận thù hay phẫn nộ bên trong mình, trở nên yên bình, cuộc sống của họ sẽ tràn ngập gió xuân và ánh nắng rực rỡ. Cuộc sống của họ cũng vì thế mà trở nên ý nghĩa hơn, vui vẻ hơn rất nhiều. Sự căm thù như nọc độc với sức khỏe tinh thần, đầu độc tâm hồn bạn. Loại cảm xúc tiêu cực này khiến bạn phản ứng một cách phi lý và bốc đồng trước một số tình huống. Ngoài ra, sự căm hận có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn với người khác. Không những vậy, một số người có thể trải qua sự căm ghét chính mình, đè bẹp tinh thần của bản thân và tác động xấu đến sức khỏe. Chẳng hạn, tự ép bản thân ăn nhiều quá mức
có thể là triệu chứng của sự ghét bản thân khiến bạn tăng cân không kiểm soát. Thay vào đó, quý vị hãy học cách loại bỏ những cảm xúc tiêu cực để giúp bản thân cảm thấy hạnh phúc hơn. Bên cạnh đó, khi học cách trao sự ấm áp cho người khác, chúng ta mới có thể cảm nhận được sự ấm áp và những phước lành của cuộc sống. Quý vị thân mến, ai trong chúng ta cũng muốn bản thân mình có thể trở thành một người ưu tú. Trong cuộc sống thì được mọi người yêu quý, còn trong công việc thì được trọng dụng, kính nể, phải không ạ? Thế nhưng, vấn đề là làm sao có thể đạt được những điều đó đây? Nhất là khi mà chúng ta đang sống trong một xã hội cạnh tranh khốc liệt như thế này. Thực ra, điều này cũng không quá khó như quý vị vẫn nghĩ đâu. Chỉ cần quý vị có thể tránh xa được 10 điều đại kỵ sau đây, thì nhất định là làm gì cũng sẽ thành công. Vậy đó là những đại kỵ nào? Mời quý vị cùng ngẫm sự đời tiếp tục lắng nghe ở phần sau video nhé. Thứ nhất, ích kỷ, tự kiêu, tự mãn là chướng ngại vật khiến bạn dậm chân tại chỗ. Quý vị ạ, hầu hết mọi người đều cho rằng có được từ người khác mới là nhận, mà không biết rằng cho đi cũng là một kiểu nhận đấy quý vị ạ. Những người ích kỷ thường chỉ nghĩ cho mình, lấy mình làm trung tâm vũ trụ, thậm chí có lúc còn tính toán chi li, bày mưu tính kế, sao cho bản thân là người được lợi nhất. Người ích kỷ khiến người khác căm ghét, không có bạn bè, mang tiếng là giúp người, nhưng thực chất là đang giúp mình. Có người nói, tự kiêu và tự mãn là hai anh em sinh đôi. Bản chất đều là sự nhận thức mù quáng, nhận thức sai trái về chính mình, là tư duy và tâm lý khinh người, trọng mình. Quý vị hãy nhớ, là hạt cát trong sa mạc, xin chớ tự khoe khoang, kiêu ngạo, tự mãn, ắt thất bại. Tự kiêu, tự mãn là chướng ngại vật, là chất cấm trong làm người, là dấu hiệu của sự tụt hậu và bất khả thành công. Thứ hai, hư vinh, giả tạo, dối trá là chướng ngại vật khiến chúng ta không thể tiến bộ hướng về phía trước. Trong Đạo Đức Kinh có viết, bậc đại trượng phu ở chỗ dày dặn mà tránh chỗ mỏng manh, ở chỗ thực mà tránh chỗ hào nhoáng. Người hư vinh, ham hố danh lợi, háo huyền, họ luôn hy vọng giành lấy những thứ mà mình muốn một cách nhanh nhất, có lúc thậm chí còn bất chấp thủ đoạn nữa, quý vị ạ. Nhưng quý vị ơi, hư vinh, giả tạo, dối trá là sống trong thế giới không chân thực, với điểm chung là nói những lời giả dối, làm những việc giả tạo và đeo mặt nạ giả. Giả là giả, giả dối không thể chịu được thử thách trước thời gian và khó khăn. Những người hư vinh, giả tạo, dối trá có thể bước đi nhanh hơn, nhưng tuyệt đối không thể bước đi xa hơn. Bởi đó là chướng ngại vật cản trở bước tiến của họ. Thứ ba, nông nổi, nóng vội và hấp tấp là máy gia tốc khiến mọi việc sắp thành lại bại. Nếu để ý, quý vị sẽ thấy tật xấu mà con người dễ phạm phải nhất hiện nay là nóng nảy, thiếu bình tĩnh. Chính sự thiếu bình tĩnh này đã khiến cho người phải chịu hậu quả cay đắng. Nhiều lúc chúng ta không thiếu cách tâm thêm dầu vào lửa, chỉ thiếu cách tâm lấy nước dập lửa. Nông nổi, nóng vội, thiếu lý tính, lý trí và sự trầm ổn. Rất nhiều việc chỉ vì không thể kiểm soát được chính mình, nắm bắt được chính mình mà gây hậu quả khôn lường, công lao, đổ biển. Thế nên, trong mọi tình huống, quý vị luôn phải nhắc nhở bản thân, bình tĩnh mới có thể giải quyết được mọi vấn đề, quý vị nhé. Thứ tư, xuồng xã, phóng túng, buông thả là vết thương chí mạng, khiến bạn thân bại danh liệt. Con người nếu kiềm chế được mình, tất sẽ không gặp tai họa. Làm việc không trái với lương tâm, tất sẽ được ngủ ngon. Có nhiều người mà ngẫm sự đời quan sát, họ dường như dám bất chấp hoàn cảnh, bất chấp đối tượng, bất chấp tình huống, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, sớm muộn cũng sẽ gặp họa. Quý vị ơi, kỳ thực thì mỗi người chỉ nên nói 3 lời, đó là nói những lời đã nghĩ, nói những lời có chừng mực và nói những lời có sự lựa chọn. Nếu nói mà không nghĩ, ăn nói lung tung hay thậm chí nói năng ngông cuồng, trước khi nói, quý vị là chủ của lời nói. Sau khi nói, lời nói làm chủ quý vị. Có như thế thì ắt sẽ gương vỡ khó lành. Thứ năm, A-dua, tầm thường là liều thuốc mê khiến bạn tự sa đọa. Mạnh Tử từng viết về đại trượng phu trên thế gian,
giàu sang mà không hoang dâm, nghèo hèn mà không đổi chí khí, gặp uy vũ không chịu khuất phục. Quý vị ạ, con người có thể tùy tục nhưng không được A-dua. A-dua là hành vi lấy lòng, nịnh bợ, dung túng, tự mình đánh mất hoặc từ bỏ lòng tự trọng. Người A-dua thiếu tư tưởng, lý trí cá nhân, chỉ biết thuận theo chiều gió. Thế còn ngược lại, người thông minh trí tuệ biết gió chiều nào che chiều nấy, nhưng tuyệt đối không thuận theo chiều gió, biết bày tỏ thiện ý, nhưng tuyệt đối không lấy lòng một cách mù quáng. Thứ sáu, không biết đủ, không biết liêm sỉ, không biết sợ, là thẻ thông hành khiến ta thất bại. Quân tử có ba điều sợ quý vị ạ, đó là sợ mệnh trời, sợ bậc đại nhân, sợ lời nói của thánh nhân. Thế cho nên mới nói, làm người phải biết đủ. Nếu không biết đủ, sẽ dẫn tới việc quá xem trọng lợi ích, sẽ phải lo lắng, phát cuồng, canh cánh trong lòng, hay thậm chí không thể dứt ra được, khiến bản thân cảm thấy bị lạc lõng vì những lần không như ý muốn, khiến giá trị nhân sinh bắt đầu tụt dốc, sa đọa. Người có thể vô tri nhưng không được vô liêm sỉ. Vô tri không đáng sợ, chỉ cần nỗ lực học tập là được. Đáng sợ nhất là vô liêm sỉ. Đáng sợ hơn là không biết mình vô liêm sỉ. Con người phải biết sợ, biết kính nể. Làm người làm việc phải biết chừng mực, biết giới hạn ở đâu và ranh giới là gì. Một khi quý vị vượt quá giới hạn, cũng đồng nghĩa là đã lệch khỏi quỹ đạo. Thứ bảy, mù quáng, hùa theo, làm bừa, khiến sôi hỏng, bỏng không. Quý vị chắc cũng hiểu nghĩa của mù quáng và hùa theo rồi, đúng không nào? Mù quáng là chỉ những người không có phương hướng, không nhìn rõ mục tiêu. Hùa theo là chỉ những người không có chủ kiến, thiếu chính kiến. Quan một cũng ừ, quan tư cũng gật. Làm bừa là chỉ những người làm việc không có phép tắc, không có quy củ, nghịch lý và đi ngược với thời đại. Những người mù quáng, hùa theo, làm bừa thường không làm nên trò trống gì. Vỗ đầu là thói quen của họ, vỗ ngực là sở thích của họ, còn phủi đít là thủ đoạn của họ. Chính vì mù quáng nên thường hùa theo hoặc làm liều, khiến mọi việc sôi hỏng, bỏng không. Thứ tám, nịnh hót, ham danh hám lợi, là bức tranh tự họa của những kẻ có tầm nhìn hạn hẹp. Trang Tử từng viết: chúng nhân trọng lợi, liêm sĩ trọng danh, hiền nhân thượng trí, thánh nhân quý tinh. Nghèo giữa chợ đông ai thèm hỏi, giàu tại rừng sâu lắm kẻ thăm, là hình ảnh mô tả chân thực những người tham phú phụ bần, ham danh hám lợi. Khi chúng ta ra sức nịnh hót, khom lưng quỵ gối với những người có tiền có quyền, miệt thị xa cách với những người nghèo khó, là tập trung của những kẻ nịnh hót, ham danh lợi. Những người hay nịnh bợ là những người có tâm tư lợi quá lớn. Việc gì cũng đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, tính toán rõ ràng từng chút lợi ích một. Những người coi trọng lợi lộc, muốn có được nhiều, thường sẽ toàn tâm toàn ý theo đuổi danh lợi, chạy theo cái lợi trước mắt, biến mình trở thành kẻ dung tục tầm thường. Thậm chí còn bất chấp thủ đoạn, không màng liêm sỉ để đạt được mục đích danh lợi. Thứ 9, buông lỏng, xả hơi là liều thuốc mê khiến ta tự làm theo ý mình. Khỏe mạnh là nhờ vận động, vận động là nhờ tự giác. Khi quý vị buông lỏng, phần lớn là do tư tưởng, tâm lý, tinh thần và cảm xúc không tập trung, ý chí, nghị lực không kiên định. Tư tưởng chỉ cần buông lỏng một ly, hành động sai đi một dặm. Tư tưởng buông lỏng khiến tác phong rời rạc, làm việc không tập trung. Tự do buông lỏng mà thành thói quen thực sự rất đáng sợ, khiến một người trở nên tùy tiện, không nghiêm túc. Làm người cần phải có tinh thần và dũng khí, đi thuyền ngược dòng, không tiến ắt lùi, lơ là một phút hối hận cả đời. Cuối cùng, láo cá, giảo hoạt là mặt nạ giả trong đối nhân xử thế. Khôn khéo và láo cá là anh em sinh đôi. Người khôn khéo thường mồm mép láo lỉnh hay khua môi múa mép, không chân thực, không đứng đắn, khiến người khác cảm thấy phù phiếm, thậm chí là phản cảm. Giảo hoạt là cấp độ cao hơn so với láo cá. Người giảo hoạt thường quỷ kế đa đoan, gian trá xảo quyệt, không thể kết giao. Làm người tuyệt đối không láo cá xảo quyệt, thông minh quá nhiều, có khi lại hại chính mình. Quý vị thân mến, con người chúng ta luôn được khuyên đó là sống ở đời phải hiền lành lương thiện,
Như thế thì mới được mọi người yêu quý. Và hãy xem, cách sống ấy đúng là tốt, nhưng đôi khi lại trở thành vật sắc nhọn để chính mình lại làm hại chính mình, đúng không quý vị? Vậy mới nói, đôi khi ác cũng là một cách sống đáng để học hỏi và rèn luyện cho bản thân đấy quý vị ạ. Có đôi khi, nếu không trở thành một con sư tử dũng mãnh dẫn đầu đi săn, chúng ta chỉ có thể trở thành loài linh dương nhát gan, quanh năm chịu cảnh bị đuổi giết. Học được cách tàn nhẫn cũng là thời điểm chúng ta biết mài sắc răng nanh của bản thân, không để số phận bị đẩy đưa, thao túng trong tay kẻ khác. Thế nên, người xưa có câu, người không ác thì đứng không vững. Thà là một người tàn nhẫn, có trách nhiệm với cuộc sống của chính mình, còn hơn là thiếu quyết đoán, suốt ngày chỉ lo được mất. Nhất là với bốn việc sau đây, càng về già thì lại càng phải ác. Vậy đó là những việc gì? Vì sao lại nói là việc ác phải làm? Quý vị hãy cùng ngẫm sự đời chiêm nghiệm ngay sau đây nhé. Việc thứ nhất, ác với quá khứ. Cô Mẫn năm nay 57 tuổi. Vào dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, cô đã thực hiện một bộ sưu tập bao gồm 57 cảnh bình minh được ghi lại trên đường đi để kỷ niệm cuộc sống mới của mình. Cô Mẫn là một bà nội trợ bình thường. Suốt nửa cuộc đời mình, cô cống hiến hết mình cho gia đình. Sống một cuộc đời không khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Nếu hôn nhân là cuộc đời thứ hai của phụ nữ, thì cô Mẫn thực sự không phải là người may mắn quý vị ạ. Cô là một người hiền lành, dễ chịu, nhưng chồng cô lại là người rất kén chọn, hay ném đồ đạc, thậm chí đánh người khi nóng giận. Cô Mẫn cho biết, từ khi lấy chồng sinh con, nuôi con khôn lớn, đến việc con gái lấy chồng sinh con, cuối cùng cô cảm thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Sau 30 năm dành trọn cho gia đình, cô Mẫn quyết định thoát khỏi cuộc hôn nhân không còn tình yêu. Quý vị sẽ cảm thấy tại sao cô đã chịu đựng 30 năm mà lại không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa, đúng không ạ? Nhưng việc gì cũng có lý do của nó, nhất là với người phụ nữ đã sống cuộc sống như thế trong suốt 30 năm, thì có lẽ lý do phải thực sự đủ sức thuyết phục. Sau khi ly hôn, cô Mẫn bắt đầu chuyến du lịch tự lái với một chiếc xe và một chiếc lều. Sau khi rời khỏi nhà, cô Mẫn cảm thấy thoải mái và tự tại hơn bao giờ hết. Cô đã đi du lịch hầu hết các địa phương của cả nước với đồng lương hưu ít ỏi của mình, không có phương hướng hay ngày trở về chính xác. Suy nghĩ lớn nhất trong lòng cô là tôi muốn sống cho chính mình một lần nữa. Với cô Mẫn, chỉ cần mặt trời mọc là sẽ có hy vọng. Đúng vậy quý vị ạ, cuộc đời của một người chỉ có hơn 30.000 ngày mà thôi. Ngày hôm nay của mỗi người đều là ngày trẻ trung nhất trong cuộc đời của họ. Dù tốt hay xấu, nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa quý vị ạ. Một nhà văn nước ngoài có một câu nói rất hay như thế này: một người nếu cứ ở trong lịch sử của chính mình mà không tiến lên thì đó là điều vô cùng đáng buồn. Tuổi trung niên giống như một ngã rẽ của cuộc đời, là quá khứ không thể quay lại, là tương lai không thể nhìn thấy. Nếu lúc này mà quý vị cứ luôn nhớ những điều nên quên và không quên được quá khứ, quý vị sẽ không bao giờ có thể giải được câu đố của cuộc đời. Hãy trút bỏ quá khứ, nhẹ nhàng tiến về phía trước. Tương lai có vậy mới đáng để mong chờ. Việc thứ hai, ác với các mối quan hệ không đáng. Trong một hội sách, chị Phương, một độc giả yêu sách, đã kể về mối quan hệ 10 năm của chị với một người bạn của mình, nhưng sau cùng hai người vẫn cắt đứt liên lạc. Vì là bạn bè thân thiết nhiều năm, người bạn ấy thường xuyên nhờ vả chị bất kể việc lớn hay việc nhỏ. Tớ còn chưa tập yoga xong, cậu đi đón con giúp tớ nhé. Tiếng Anh của cậu tốt, cuối tuần qua hướng dẫn con tớ học bài một tí nhé. Nhà của cháu trai tớ đang sửa sang lại, nhờ ông xã cậu vẽ giúp bản thiết kế được không? Tuần tới, nghỉ lễ tớ đi du lịch vài ngày, nhờ cậu trông con hộ nhé. Rõ ràng là có rất nhiều việc cô bạn có thể tự làm, nhưng cứ hở ra là nhờ chị Phương giúp, còn bản thân chị Phương lại không có cách nào nói ra được từ không. Chẳng cần nói thì quý vị cũng hiểu được,
Cái điều khiến cho chị Phương khó chịu nhất đó là cô bạn kia luôn coi chị như cái thùng rác để trút, thường xuyên phàn nàn với chị Phương về cuộc sống không như ý của cô ấy. Chị Phương nhận ra rằng theo thời gian, bản thân chị cũng đã trở nên không hạnh phúc. Dần dần, giữa chị và người bạn đó chỉ còn là thôi, dù sao cũng là bạn nhiều năm, cố được tới đâu hay tới đó. Chị dần dần học cách nói không, nhưng đúng như những gì chị Phương đã nghĩ, chị lại bị bạn trách móc là không có lương tâm và phản bội lòng tin của cô. Ngay từ lúc đó, chị Phương đã biết mối quan hệ này nên dừng lại. Chị Phương nói, thực sự bất đắc dĩ khi phải chấm dứt mối quan hệ sau hơn 10 năm, nhưng tôi không hối hận về quyết định này. Ngẫm sự đời thực sự rất khâm phục sự dũng cảm của chị Phương, vì khi đến tuổi trung niên, nhiều người không muốn từ bỏ một mối quan hệ, ngay cả khi đối phương đã phát kiệt sức lực của chúng ta. Quý vị hãy nhớ là không có ai là một cô đảo. Tất cả mọi người trên thế giới này không thể tránh khỏi việc giao tiếp với người khác. Nếu nửa đầu cuộc đời mình, quý vị có thể bận rộn dệt nên một mạng lưới quan hệ giữa người với người, thì trong cuộc đời sau 40 tuổi, quý vị nên học cách tháo gỡ dần mạng lưới phức tạp này. Trong cuốn sách Ngẫm sự đời từng đọc, tác giả đã viết như thế này: một người nếu muốn đạt được tự do thực sự, trước hết phải học cách thoát khỏi những mối quan hệ chất lượng thấp. Đúng vậy, bất kỳ vòng kết nối nào khiến quý vị cảm thấy không thoải mái, hay các mối quan hệ đang khiến quý vị cảm thấy kiệt quệ, thì chúng đều nên được cắt bỏ kịp thời, quý vị ạ. Trong nửa sau của cuộc đời, quý vị hãy ở bên những người mà quý vị cảm thấy thoải mái nhất. Việc thứ ba, ác với những người xấu xa. Trên mạng có một câu hỏi mà Ngẫm sự đời từng đọc được như thế này: khoảng cách giữa người với người được kéo giãn ra như thế nào? Có một câu trả lời nhận được rất nhiều lượt tán đồng rằng: một ngày nào đó tôi sẽ trưởng thành, còn bạn thì vẫn mãi chỉ sống cho qua ngày. Nhân vật trong bộ phim Ngẫm sự đời từng xem, trong lần đầu tiên đến Hoa Kỳ, đã làm công việc rửa bát trong nhà hàng. Một nhân viên cũ trong nhà hàng luôn bắt nạt anh và trừ tiền boa mà khách hàng cho anh. Một bà lão thấy vậy liền lép tin cho anh tiền boa, nhưng anh không dám nhận. Bà lão động viên anh: cậu sẽ còn đi xa, còn cô ta cả đời này đều chỉ có thể ở đây. Vài năm sau, nhân vật này đến Hoa Kỳ lần thứ hai vì công ty mà anh thành lập cùng những người bạn của mình đã được niêm yết tại Hoa Kỳ. Anh đưa một vài người bạn quay trở lại nhà hàng nơi anh từng làm việc trước đây. Quý vị thấy đấy, xung quanh chúng ta luôn có những người như vậy. Họ không thể sống cho tốt cuộc sống của mình và cũng chẳng thể nhìn thấy điều tốt đẹp của người khác. Vì vậy, hoặc là họ tự tìm rắc rối cho mình, hoặc là họ tìm rắc rối cho người khác. Đối với loại người này, quý vị sẽ hành xử ra sao khi đối diện với họ đây? Ngẫm sự đời khuyên chân thành một điều: khi gặp những kẻ như thế, tốt nhất là trái tim quý vị phải cứng rắn hơn một chút, nhẫn tâm hơn một chút, nhất định phải giữ khoảng cách. Có một câu chuyện nhỏ như thế này mà Ngẫm sự đời muốn quý vị nên lắng nghe. Hai người nọ gặp nhau trên một cây cầu hẹp. Tôi không bao giờ nhường đường cho một con chó, một người ngạo mạn nói. Người còn lại cười đáp lại và nói, tôi thì hoàn toàn ngược lại. Đây không phải là hèn nhát, mà là sớm đã hiểu được rằng không tranh cãi không phải là hèn nhát, mà là một loại trí tuệ. Giống như Lincoln từng nói, thay vì tranh cãi với con chó và bị nó cắn, hay để nó đi trước. Nếu không, ngay cả khi bạn đánh nó, vết sẹo bị cắn của bạn cũng sẽ chẳng thể lành. Việc vướng vào những người không đáng sẽ chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng và lãng phí thời gian của quý vị mà thôi. Có một câu nói hay rằng, muốn thành cây lớn thì đừng tranh với cỏ, tướng có gươm thì chẳng giết kiến ruồi. Đối với những người xấu và những điều xấu xa, tránh xa là đòn phản công tàn nhẫn nhất để chống lại họ, và nó còn mạnh hơn so với việc tính toán tức giận. Việc thứ tư, ác với bản thân một chút. Quý vị thân mến, tuổi trung niên không dễ dàng,
trên có già, dưới có trẻ. Chúng ta bận rộn lo lắng cho mọi người mà đôi khi quên mất chính mình. Những việc vặt vãnh hàng ngày có thể dễ dàng giết chết sự nhiệt tình tiến lên phía trước. Và trong vô thức, cơ thể xuống cấp, mặt mày hốc hác mà có đôi khi chính quý vị cũng chẳng nhận ra nữa đấy. Tuy nhiên có một loại người, càng như vậy họ càng nhẫn tâm với chính mình hơn. Ở tuổi 36, dù đã có một sự nghiệp thành công, Lý Tiểu Ý, nhà văn nổi tiếng tại Trung Quốc, vẫn không quên ước mơ văn chương và bắt đầu viết văn. Ở tuổi 37, cô trở thành quán quân sách bán chạy nhất năm và nhận được hàng triệu đô la Mỹ tiền bản quyền. 38 tuổi, cô thành lập công ty của riêng mình. 41 tuổi, cô trở thành nhà sản xuất và người dẫn chương trình. Cư dân mạng tò mò làm cách nào mà cô không những có thể hoàn thành công cuộc thay đổi sắc vóc trong thời gian ngắn mà còn đạt được thành tích khủng như vậy. Theo cách nói của cô, câu trả lời là những người có vẻ ngoài xinh đẹp, sống một cuộc sống viên mãn, nghiêm túc làm việc, có suy nghĩ, cầu tiến, đều là những người rất giỏi vai ác. Và quý vị biết không, cũng chính vì ác với bản thân, mỗi ngày cô duy trì được việc dậy lúc 4 giờ 45 mỗi sáng để viết 2.500 từ. Cô nghỉ ngơi lúc 10 giờ mỗi tối. Cô cũng thích tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi để đọc nhiều, để cải thiện bản thân. Ở tuổi 43, cô tập nhảy jazz trong 4 giờ mỗi chủ nhật từ 8 giờ sáng đến 12 giờ. Cô ấy xinh đẹp và yêu cái đẹp. Cô chưa bao giờ buông thả bản thân trong một giây phút nào. Và cô luôn đối mặt với thế giới với một sự nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng. Những người đủ tàn nhẫn với bản thân luôn đặc biệt chói chang và càng dễ dàng nhận được sự ưu ái của số phận, quý vị ạ. Một MC nổi tiếng nói rằng khi đã ngoài 40, anh càng muốn làm việc chăm chỉ hơn nữa để phát huy hết khả năng của mình, để sau này khi nhìn lại cuộc đời, anh sẽ không phải hối hận quá nhiều. Những người ở độ tuổi trung niên là những người đã trải qua những thử thách và gian nan của cuộc sống. Những người đang chiến đấu hết lần này đến lần khác với chính mình. Khi cuộc đời ở nửa bên kia con sốc, sự nghiệp và gia đình là thử thách, sức lực và thời gian của mỗi người đều có hạn. Rất nhiều khi quý vị sống không tốt mà chỉ bởi vì quý vị đã không đủ cứng rắn với bản thân. Nếu quý vị muốn khỏe mạnh, đừng nằm ườn mỗi ngày. Nếu quý vị muốn trở nên xinh đẹp, đừng ăn quá nhiều. Nếu quý vị muốn có một cuộc sống tốt hơn trong phần đời còn lại của mình, đừng sống kiểu cho qua ngày. Rắn với bản thân một chút, nghiêm khắc với bản thân một chút, cố gắng thay đổi những điều bạn còn muốn cải thiện và sống nửa đời sau mà không hối tiếc. Quý vị thân mến, khi kết giao với một ai đó thì chắc chắn quý vị sẽ rất muốn biết đó là người như thế nào, nhân phẩm của họ ra sao, đúng không ạ? Bởi lẽ kết giao với những người xung quanh, điều đáng ngại nhất là kết giao nhầm người, bởi bạn bè thế nào có thể sẽ ảnh hưởng đến cả đời chúng ta thế đó. Thế nhưng tục ngữ có câu vẽ rồng vẽ hổ khó vẽ cốt, biết người biết mặt khó biết tâm. Trên đời này nhận biết rõ một người khác là điều rất khó. Nhiều khi nếu không gặp phải việc hệ trọng ở đời, chúng ta quả thực rất khó nhận ra nhân phẩm của người khác cao thấp thế nào. Tuy nhiên quý vị hoàn toàn có thể thông qua 3 chữ sau đây. Chúng ta có thể tiến hành phán đoán khái quát về nhân phẩm của một người. Có thể nói đây cũng là một cơ sở đáng tin cậy giúp quý vị có thể lựa chọn đúng người để giao tiếp. Vậy đó là những chữ nào? Hãy cùng ngẫm sự đời tiếp tục lắng nghe ở phần sau của video nhé. Thứ nhất, chữ hiếu. Quý vị biết đấy, nếu như một người đến cả bố mẹ sinh ra mình mà không hiếu thuận thì nhân phẩm của anh ta tuyệt đối có vấn đề. Vì thế trước khi kết giao, việc đầu tiên mà quý vị nên làm đó là hãy quan sát xem người mình muốn làm bạn có hiếu kính cha mẹ hay không. Quý vị thấy có những người rất lịch sự với người ngoài, nhưng với những người thân thiết nhất của mình, trong đó có cả cha mẹ, lại thường hay nặng lời, thậm chí quát mắng.
Người như vậy, dù biểu hiện của anh ta có tốt thế nào thì cũng nên ít qua lại. Nếu anh ta chỉ dành cho bố mẹ những lời nói cộc cằn, thô thiển và ác ý, thậm chí thêm cả việc động tay động chân nữa, thì cho dù anh ta có tử tế với quý vị bao nhiêu thì hành động đó cũng khó có thể là thật. Quý vị thử nghĩ xem, cha mẹ vất vả nuôi anh ta khôn lớn, thế mà anh ta không những không biết cảm ơn, lại còn thường xuyên mắng chửi cha mẹ. Người như vậy liệu còn đáng để kết giao nữa hay không? Dẫu quý vị có đối tốt với anh ta hơn nữa, thì có tốt bằng cha mẹ anh ta hay không? Anh ta ngay đến cả ân tình của cha mẹ cũng không nhớ kể đến, thì liệu có nhớ đến chút ân tình đó của quý vị hay không? Người như vậy muốn kết giao lấy lòng quý vị thì khả năng cao là vì vị thế quyền lực trong tay quý vị, hoặc là vì tiền trong túi của quý vị, hoặc là vì một ý đồ nào đó. Một khi trên người quý vị không còn bất cứ giá trị nào mà anh ta cần, quý vị chắc chắn sẽ bị ruồng bỏ không thương tiếc. Thứ hai, chữ yêu. Có lẽ người bình thường chúng ta sẽ khó để có thể làm được một việc cao thượng, đó là yêu thương vạn vật. Nhưng ít nhất chúng ta nên yêu thương những người trong gia đình mình, đúng không quý vị? Thế nhưng quý vị nhìn vào xã hội hiện nay mà xem, có phải có rất nhiều người ích kỷ chỉ biết yêu thương bản thân, ngay cả những người thân thiết nhất cũng chẳng màng tới. Người như thế chắc chắn sẽ khó có thể dành tình yêu vô tư cho quý vị được đâu. Một người ngày nào cũng đánh đập, chửi rủa vợ sẽ không phải là một người có trách nhiệm, càng không phải là một người có thể dốc lòng, dốc sức vì quý vị. Thứ ba, chữ nghĩa. Giữa bạn bè với nhau, yếu tố chúng ta cần nhắc đến đầu tiên chính là nghĩa khí, quý vị ạ. Có một câu nói rất hay như thế này: muốn nhận biết một người có đáng kết giao hay không, cứ nhìn bạn bè xung quanh anh ta là biết. Câu nói này rất có lý, đúng không quý vị? Con vật quy tụ với nhau theo loài, con người chơi với nhau theo nhóm. Với mỗi người, ngày ngày kết giao với kiểu người như thế nào thì bản chất của anh ta rồi cũng sẽ là như vậy. Thứ hai, làm người chúng ta phải có tinh thần chính nghĩa nữa quý vị ơi. Bởi vì sao quý vị hiểu không ạ? Hàng ngày chúng ta đều gặp phải rất nhiều việc, nghe được rất nhiều tin tức. Hãy xem thái độ của anh ta với những sự vật hiện tượng gặp phải mỗi ngày, quý vị sẽ biết giới hạn đạo đức của anh ta đến đâu. Nếu như ngay cả thị phi đúng sai mà người mà quý vị định kết giao cũng không phân biệt được, hãy thận trọng. Quý vị thân mến, cổ nhân có câu: tương giao vì chữ lợi, hết lợi tắc tán. Tương giao vì chữ thế, thế mất tắc khuynh. Tương giao vì chữ quyền, quyền mất tắc khí, tự bỏ phất bỏ. Tương giao vì chữ tình, tình mất người tổn thương. Một người không hiếu thuận với cha mẹ nhưng lại hiếu kính với quý vị, người vốn là lãnh đạo của anh ta, cho đến khi quý vị không còn quyền hành trong tay, dám chắc anh ta sẽ dẫm đạp lên quý vị mạnh hơn bất cứ ai. Anh ta có thể vứt bỏ vợ con để nói những lời mật ngọt với quý vị, nhưng một khi quý vị già nua kém sắc, dám chắc anh ta sẽ đối xử với quý vị chẳng khác nào đối xử với vợ con anh ta trước kia. Phán đoán nhân phẩm của một người nhất định phải xem anh ta đối xử với bố mẹ, vợ con, người thân và bạn bè ra sao. Trước mặt bố mẹ là con ngoan, trước mặt người nhà là anh em tốt, vợ chồng tốt, trước mặt bạn bè là anh chị em tốt. Phẩm chất của một người như vậy nhìn thoáng qua đã có thể biết là không xấu. Còn một khi ai đó không làm được một trong ba chữ trên, quý vị hãy thận trọng khi kết giao. Cho dù họ có tốt với quý vị đến đâu, cũng rất có thể họ đang có dụng ý gì đó. Người như thế tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách với họ, quý vị nhé. Quý vị thân mến của kênh Ngẫm Sự Đời ơi, có bao giờ quý vị tưởng tượng sau khi về già hoặc về hưu, quý vị sẽ sống như thế nào không? Quý vị có đủ tiền để sinh sống, lúc nào cũng vui vẻ, quây quần bên con cháu và gia đình, cuộc sống ít đau ốm, bệnh tật. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi là nhiều người đã cảm thấy cuộc sống tuổi về già thật viên mãn
và an yên, có phải không ạ? Thế nhưng, đâu phải ai cũng có được may mắn và hạnh phúc đó đâu, quý vị thân mến ơi. Nhiều người tuổi về già phải sống cảnh vay mượn qua ngày mà chưa có nổi thời gian cho bản thân mình để tận hưởng những ngày tháng cuối đời đó. Người thì vay mượn tiền bạc, kẻ thì vay mượn niềm vui, vay mượn hạnh phúc. Và rồi trước khi mất đi, họ lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối, vô cùng hối hận vì sao cuộc đời họ lại bất hạnh đến thế. Về già, họ chỉ cần bình yên, an ổn những ngày tháng cuối đời mà sao lại khó đến vậy? Thế nên, nếu quý vị muốn cuộc sống về già của mình được thảnh thơi, yên ổn, thì đây sẽ là điều chúng ta nhất định phải nhớ. Đừng dại sống vay mượn để rồi cuối đời có hối cũng không kịp nữa đâu. Câu chuyện sau đây sẽ giúp chúng ta phần nào hiểu cảnh vay mượn về già đầy đau thương và thấm thía. Quý vị ạ, vì lý do thiếu hụt tài chính, phải sống phụ thuộc vào con cái, đã khiến nhiều người khi về già phải sống một cách rất bị động. Ngẫm sự đời chưa già, nhưng ngẫm sự đời hy vọng, đến khi già, ngẫm sự đời sẽ không phải sống như nhiều người già Việt Nam hiện nay, quý vị ạ. Một, điều đầu tiên chúng ta đừng dại mà vay mượn khi về già, đó là tài chính. Trước hết về mặt tài chính, các quý vị có đồng ý với ngẫm sự đời rằng rất nhiều người già không có một nguồn tài chính đủ cho mình sống thanh thản lúc xế chiều không quý vị? Nhiều người còn không có cả tiền tiết kiệm hoặc lương hưu, thế nên dù sức cùng lực kiệt, họ vẫn phải kiếm sống và bươn chải, đúng không quý vị ơi? Một số người khác thì lại sống phụ thuộc hoàn toàn vào con cái, trong khi con cái nhiều người còn đang gặp khó khăn. Cuối cùng, những người già sống phụ thuộc vào con cái thì lại vô tình trở thành gánh nặng cho con. Chính vì thế mà chính họ đã mất dần tiếng nói trong gia đình, rồi cuối cùng phải sợ con cái và sống cảnh như ở trọ trần gian. Sống nhưng lại phải để ý nét mặt của con cái. Thật là đau xót, phải không quý vị? Lương hưu được xem như sự đảm bảo về mặt tài chính cho người già khi bước vào độ tuổi nghỉ hưu, quý vị ạ. Qua ghi nhận ở một số trường hợp sau đây, những người không có lương hưu, họ phải sống dựa vào con cháu hoặc tiếp tục lao động để mưu sinh. Bà Lê Thị Hát, 67 tuổi, quê ở Thanh Hóa, từng là công nhân trong một lâm trường lâm nghiệp ở huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa. Trong khoảng thời gian 1974-1987, bà nhận được mức lương 47.000 đến 56.000 đồng một tháng. Sau năm 1987, vì hoàn cảnh nên bà phải nộp đơn xin nghỉ việc. Bà Hát nói, khi nghỉ việc, tôi được hỗ trợ 6 tháng lương, 6 tháng gạo. Nếu như tiếp tục làm thêm hơn một năm nữa, tôi sẽ có khoản lương hưu khi về già. Bà Hát cho hay, theo bà, thời gian đó ở lâm trường, công nhân làm việc 15 năm là có thể hưởng trợ cấp lương hưu. Một người bạn của tôi làm hết 15 năm, bây giờ lương hưu cũng được hơn 2 triệu đồng một tháng. Sau thời gian nghỉ việc ở lâm trường, bà Hát trở về quê làm công việc đồng áng, thu nhập rất khó để lo cho cả gia đình. Từ năm 2008 đến năm 2018, bà vào Đà Nẵng trông cháu cho các con. Bà Hát chia sẻ, tôi không làm thêm công việc khác nên không có tiền tích cóp. Trời cho tôi sức khỏe nên không ốm đau. Nếu sau này bệnh tật tuổi già ập đến, có lẽ tôi chỉ biết trông cậy vào con cháu. Tương tự là trường hợp ông Phan Văn Hiếu, 68 tuổi, quê ở Hà Nam. Hồi học xong lớp 6, ông Hiếu phải nghỉ học vì gia đình không có điều kiện. Sau khoảng thời gian ở nhà phụ giúp gia đình, đến tuổi trưởng thành, ông Hiếu xin làm phụ hồ ở trong làng. Ông Hiếu có 3 người con, vợ buôn bán nhỏ lẻ ở chợ. Khi các con đang độ tuổi đi học, ông phải xa gia đình, ra Hà Nội xin làm thợ xây cho các công trình với mong muốn có thu nhập cao hơn. Ông Hiếu nói, cũng khoảng hơn 20 năm, ông khăn gói lên Hà Nội, thu nhập từ mức vài chục nghìn đồng, nay cũng lên đến vài trăm nghìn đồng mỗi ngày. Làm ròng rã nhiều năm trời, hầu như tôi không nghỉ ngơi ngày nào. Giờ các con đều đã lớn, tôi vẫn phải đi làm vì sợ rằng sau này già yếu, không có của nà để lo liệu. Cũng như ông Hiếu, bà Hoàng Thị Nga, 62 tuổi, quê ở Nam Định, làm nghề bốc vác hàng hóa ở chợ Long Biên, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
dù đã có tuổi nhưng vẫn phải cật lực kiếm tiền vì không có lương hưu cũng như công việc ổn định. Gần 30 năm xuống thủ đô làm nghề tự do, rồi nay gắn luôn với nghề cửu vạn, bà Nga cho biết vẫn không có tiền dành dụm cho bản thân. Ở tuổi của bà là phụ nữ lại làm nghề bốc vác nên rất vất vả. Công việc của bà Nga thường bắt đầu từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau. Thu nhập trung bình 200.000 đến 300.000 đồng một ngày. Bà Nga chia sẻ, ai cũng muốn an hưởng tuổi già, nhưng tôi còn sức khỏe nên vẫn phải lao động. Con cái không phiền bố mẹ là tốt rồi, tôi cũng không mong đợi gì nhiều. Tôi là lao động tự do, làm gì có lương hưu, nên để sau này có tiền trang trải, bây giờ tôi vẫn làm việc thôi. Quý vị thân mến ơi, bên cạnh sự chuẩn bị tốt về mặt sức khỏe, duy trì các mối quan hệ thân thiết, thì việc xây dựng một kế hoạch tài chính vững mạnh để tuổi già an nhàn là điều rất cần thiết, phải không quý vị? Vậy khi nào nên bắt đầu kế hoạch tài chính? Lúc gần về hưu hay khi còn trẻ? Ai cũng mong muốn có một cuộc sống vui vẻ, sung túc khi về già. Để thực hiện được điều đó, chúng ta hãy lên phương án chủ động tích lũy tài chính ngay từ khi còn trẻ quý vị nhé. Sự tiết kiệm chủ động sẽ giúp chúng ta an tâm, tận hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên con cháu mà không phải bận tâm quá nhiều trước các chi phí sinh hoạt hàng ngày. Một số phương án tiết kiệm dài hạn cho tuổi nghỉ hưu như: một, gửi tiết kiệm ngân hàng. Hiện nay có rất nhiều ngân hàng triển khai sản phẩm gửi tiết kiệm cho khách hàng đang ở độ tuổi trung niên quý vị ạ. Một số sản phẩm sẽ kèm thêm gói chăm sóc sức khỏe nếu người gửi đáp ứng được điều kiện về số tiền gửi tối thiểu, kỳ hạn gửi mà ngân hàng đưa ra. Mỗi ngân hàng đều có quy định riêng về độ tuổi tham gia, số tiền gửi tối thiểu, kỳ hạn nhận lãi. Vì vậy, quý vị nên tham khảo thông tin tại các ngân hàng mình muốn gửi tiền để đưa ra lựa chọn phù hợp nhất quý vị nhé. Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm truyền thống, bạn có thể tham gia quỹ hưu trí tự nguyện để nghỉ hưu an nhàn cũng rất hữu ích đấy quý vị thân mến ơi. Phương án tiết kiệm dài hạn thứ hai cho tuổi nghỉ hưu đó là tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện. Căn cứ điều 2 thông tư 115/2013/TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện do Bộ Tài chính ban hành quy định như sau. Bảo hiểm hưu trí là sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện nhằm cung cấp thu nhập bổ sung cho người được bảo hiểm khi hết tuổi lao động. Bản chất của bảo hiểm hưu trí là người tham gia bảo hiểm đóng góp vào quỹ hưu trí. Công ty bảo hiểm sẽ mang quỹ đi đầu tư để chi trả lợi nhuận cho người tham gia khi đến tuổi nghỉ hưu đấy quý vị ơi. Đây là hình thức đầu tư an toàn vì có sự giám sát chặt chẽ của nhà nước. Mức chi trả từ quỹ hưu trí phụ thuộc vào số tiền đóng góp của người tham gia và hiệu quả đầu tư của quỹ hưu trí. Ngoài quyền lợi hưu trí định kỳ cho quý vị, thì sản phẩm bảo hiểm hưu trí còn bao gồm quyền lợi bảo hiểm rủi ro theo quy định của pháp luật. Quyền lợi bảo hiểm rủi ro bao gồm tối thiểu các quyền lợi như quyền lợi trợ cấp mai táng và quyền lợi bảo hiểm tử vong hoặc thương tật toàn bộ, vĩnh viễn. Ngoài quyền lợi cơ bản trên, doanh nghiệp bảo hiểm có thể cung cấp thêm các sản phẩm bổ trợ để gia tăng quyền lợi cho người tham gia như quyền lợi chăm sóc y tế, quyền lợi hỗ trợ nằm viện, quyền lợi bảo hiểm, bệnh hiểm nghèo. Rất nhiều quyền lợi hữu ích, phải không quý vị? Như vậy, khi tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện, quý vị không chỉ có quỹ hưu trí để tuổi già an nhàn, mà còn chủ động đối phó với các rủi ro phát sinh trong cuộc sống. Đây là giải pháp tài chính toàn diện, mang tính bảo vệ và tích lũy lâu dài, phải không quý vị? 3. Phương án tiết kiệm dài hạn thứ 3 cho tuổi nghỉ hưu đó là đầu tư kinh doanh. Đầu tư kinh doanh cũng là một trong những lựa chọn tốt để quý vị tích lũy tài chính cho tuổi già an nhàn. Bạn có thể nghĩ tới các phương án đầu tư như mua vàng, mở shop thời trang, kinh doanh bất động sản, chơi chứng khoán, đầu tư vào quỹ mở. Tuy nhiên, bất kỳ phương án đầu tư nào cũng kèm theo mạo hiểm. Hãy tính toán kỹ lưỡng trước khi quyết định hình thức đầu tư phù hợp với khả năng của mình, quý vị nhé. Để tuổi già được nghỉ ngơi sau những tháng ngày lao động mệt mỏi, an tâm tận hưởng những giây phút hạnh phúc
sum vầy bên con cháu, thì quý vị có thể lên phương án tích lũy tài chính ngay hôm nay. Mọi sự chuẩn bị trước sẽ giúp bạn chủ động hơn với kế hoạch tài chính khi về già. Quý vị ạ, ngoài chuyện tuổi già phải vay mượn tài chính, thì rất nhiều người già lại quá vướng bận vào chuyện trông cháu. Cả một đời phải lo toan cho con của mình rồi, thì nay đến tuổi già vẫn phải lo nốt cho con của con mình nữa. Quý vị nghĩ sao về hoàn cảnh này? Đến với điều thứ hai, chúng ta đừng dại mà vay mượn khi về già, đó là chăm con chăm cháu làm niềm vui. Câu chuyện của chị V sau đây sẽ giúp quý vị phần nào hiểu được cảnh chăm cháu này. Câu chuyện như sau. Con gái tôi 2 tuổi và tôi quyết định đi làm trở lại sau 2 năm ở nhà nuôi con. Tuy nhiên, tôi vướng chuyện gửi con. Con tôi rất kén ăn, hay bị nôn ói và bệnh vặt. Đã 2 tuổi, nhưng bé mới 9kg, ngấp nghé ngưỡng suy dinh dưỡng, nên tôi không muốn cho bé đi nhà trẻ như chồng gợi ý. Lớp học nào cũng đông đúc, chỉ có 2 đến 3 bảo mẫu. Tôi nghĩ con mình sẽ không được chăm sóc tốt, gửi nhóm trẻ gia đình lại càng không yên tâm. Vì tôi thấy nhiều vụ bạo hành và tai nạn ở trẻ thường xảy ra ở nhóm trẻ gia đình. Thuê người giúp việc tôi cũng không muốn, vì khó tìm người tin tưởng, yêu thương trẻ, lại thêm kinh tế của chúng tôi không mấy dư giả. Tính tới tính lui, tôi ngỏ ý nhờ bà nội vừa nghỉ hưu ở Thái Bình vào chăm cháu. Tôi nghĩ ngoài cha mẹ không ai yêu thương trẻ bằng ông bà. Vậy mà chồng tôi cho rằng nhờ cha mẹ già trông cháu là ích kỷ, là tội ác. Tôi thì thấy việc ông bà chăm cháu rất bình thường. Tôi tin sau này mình già cũng sẵn sàng tự nguyện chăm cháu nội ngoại. Chồng tôi lớn tiếng: mẹ lớn tuổi rồi, mẹ mới thảnh thơi được mấy tháng sau khi cả đời một mình tảo tần đi làm xí nghiệp trồng rau trồng lúa, nuôi gà vịt, nuôi 5 đứa con ăn học. Thằng Hải, con út, vừa tốt nghiệp đại học, mẹ mới đỡ lo toan vất vả. Chúng ta phải cho mẹ nghỉ ngơi chứ. Tôi phản bác: ở khu này có cả trăm bà nội ngoại giữ cháu kìa. Em thường xuyên dẫn con gặp các ông bà, thấy ai cũng vui vẻ chăm cháu. Nếu bà ngoại không bị tai biến nằm một chỗ thì đã lên giữ cháu rồi, khỏi cần em nhờ. Ông bà ai cũng yêu thương con cháu, giữ cháu nội, mẹ cũng có niềm vui. Chứ giờ ngoài quê mẹ sống một mình cũng đơn độc. Anh cứ hỏi mẹ đi, nếu mẹ từ chối thì thôi. Nhưng chồng tôi nhất định không đồng ý, cũng không cho tôi hỏi ý kiến mẹ. Anh cho rằng tôi chỉ nghĩ cho phía mình mà không nghĩ cho người khác. Anh nói ông bà chơi với cháu dăm 3 ngày thì được, còn giao phó cho ông bà chăm cháu tháng này năm kia là tội ác. Cha mẹ già phải được nghỉ ngơi, tới lúc già tụi mình cũng vậy. Em đừng đánh vào tâm lý yêu thương con cháu của ông bà. Ông bà có thể không từ chối, nhưng sẽ rất mệt và đuối. Chưa kể, sức khỏe ông bà yếu, trẻ con thì nghịch, hiếu động, rất dễ xảy ra tai nạn mà ông bà không thể xử lý kịp. Vì hai quan điểm khác nhau, nên lập luận của chồng tôi không thể tiêu hóa. Tôi chỉ cho anh thấy trong khu chung cư Lê Thành, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh của chúng tôi, cứ mỗi sáng và mỗi chiều, rất nhiều các ông bà dẫn đẩy bồng bế cháu xuống sân chơi. Những người này còn già yếu hơn mẹ chồng tôi. Còn cha mẹ bé Su, bé Na, cu Sâu, cu Tin đều thoải mái và an lòng đi làm. Chồng tôi vẫn gạt ngang: cho con đi học, mướn người giúp việc, hoặc em ở nhà trông con, tùy em chọn, anh sẽ cân hết các chi phí này. Tôi than thở với bạn bè: hầu hết các bạn có suy nghĩ giống tôi, bà chăm cháu là tốt nhất. Chồng tôi làm quá, và chính anh mới là người ích kỷ với con. Tôi không thèm nói thêm gì nữa, mong chờ sự sáng mắt của anh. Cho đến một sự kiện ở chung cư tôi, sáng ngày 14 tháng 4, tôi đã bàng hoàng suy nghĩ lại. Hôm ấy, tôi đứng trên ban công nhà, nhìn xuống sân chung cư, và thấy bé An, 3,5 tuổi, đang chơi đá banh với bà ngoại. Bất chợt, bé An ném banh hơi mạnh, lại xéo, nên bà ngoại không chụp được, banh lăn ra đường. Tôi thót tim trước tình huống này. Nếu không may mắn, có thể bà ngoại và cháu bé đã bị tai nạn. Bất chợt, tôi liên tưởng người đó là mẹ chồng, và đó là con mình, và gai người. Người lớn tuổi, phản ứng không còn nhanh nhẹn,
sức khỏe yếu, mắt không tinh anh và độ nhạy cũng kém, nên việc giữ một đứa trẻ quả thật không dễ dàng, thậm chí nguy hiểm cho cả bà và cháu. Có lẽ để cha mẹ già nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già như ý chồng tôi là hợp lẽ. Bà ngoại gần 70 tuổi chạy theo Banh, nhưng sự chậm chạp của tuổi tác khiến bà không sao đuổi kịp. Banh lăn ra đường, bà cố nhoài theo, bé An lún cún chạy theo bà ngoại. Nhiều chiếc xe máy đang giờ cao điểm lao tới. Những người ngồi trong quán cà phê gần đó hoảng hốt hét lên: "Đứa nhỏ kìa, coi chừng xe!" Bà ngoại quay phắt lại suýt ngã, nhưng kịp ôm đứa cháu vào lòng ngay trước mũi một chiếc xe máy. Quý vị thân mến ơi, dù với lý do nào đó thì việc để người già chăm trẻ nhỏ là quá vất vả. Họ đã hơn nửa cuộc đời chăm sóc các con, về già chưa được nghỉ ngơi thì lại chăm cháu. Nhiều người lớn tuổi đang phải chăm cháu tâm sự với ngẫm sự đời rằng trông trẻ nhỏ rất mệt, cho ăn ngủ, tắm rửa, chạy theo trẻ hết hơi. Thế nhưng nhiều cặp vợ chồng trẻ ỷ lại đã có ông bà chăm cháu, nên khi tan sở lại còn tung tăng đi chơi với bạn bè đến tối mới về. Có người buồn bực nhưng cũng không dám nói với con vì sợ ảnh hưởng hạnh phúc của con. Ngẫm sự đời nghĩ rằng những người làm cha, làm mẹ, ông bà cần mạnh dạn trao đổi thẳng thắn với con về những điều kiện nếu muốn ông bà chăm cháu. Chẳng hạn quy định cụ thể 2 ngày cuối tuần phải tự chăm sóc con cho ông bà được nghỉ ngơi. Những lúc ông bà cần đi chơi hay có việc phải sắp xếp người chăm con để ông bà được thảnh thơi làm việc mình muốn. Sau giờ làm việc về nhà, các con phải chăm con mình, có đúng không quý vị? Và trên hết, chúng ta hãy để các con tự chủ động tổ chức, sắp xếp cuộc sống của gia đình mình, không quá lệ thuộc vào cha mẹ già. Quý vị hãy cứ để cha mẹ có thời gian làm những việc thời tuổi trẻ vướng bận, nuôi dạy con chưa làm được. 3. Điều cuối cùng chúng ta đừng dại mà vay mượn khi về già, đó là phụ thuộc từ con cháu. Điều này đến từ sự bị động hơn là chủ động do mình tạo ra. Còn cá nhân ngẫm sự đời cũng tích góp dần cho tuổi già, không để ngửa tay xin tiền con, lệ thuộc vào con mình được quý vị ạ. Ngẫm sự đời là những người thích tự do, cũng muốn con cái được hưởng hạnh phúc của sự tự do, chỉ giúp đỡ nhau khi cần chứ không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Ngẫm sự đời lấy tự lập của con làm thước đo cho thành công trong vai trò làm mẹ của mình. Ngẫm sự đời ghét lệ thuộc ai và ai đó lệ thuộc, nhòm ngó, bắt ngẫm sự đời phục vụ họ, quý vị ạ. Quý vị cứ thử đặt mình vào suy nghĩ của các bạn trẻ, có thể ôm hôn nhau thoải mái, không phải đóng cửa phòng, nhỏ nhẹ bên trong, có thể ăn mặc mát mẻ, gợi cảm, không phải ý tứ, sợ bố mẹ chồng đánh giá, có thể ăn uống tùy hứng, không cần lo khẩu vị mỗi người. Thỉnh thoảng mệt và lười, có thể để nhà cửa bề bộn một chút, cũng không ai phải bực mình. Ngẫm sự đời nghĩ, ai cũng muốn được như vậy. Ai cũng có tuổi trẻ, vậy nên mỗi cặp vợ chồng trẻ cứ nên có không gian riêng để không ai bị hạn chế yêu, hạn chế ăn ngủ, không ai phải bực mình, tất cả cùng hạnh phúc. Một cuộc đời dài bao lâu mà phải sống bó buộc vì người khác, phải không quý vị? Ngẫm sự đời không hiểu tại sao vẫn còn rất nhiều ông bố, bà mẹ cứ suốt ngày bắt con cái học chỗ tốt nhất, cho ăn món ngon nhất, đầu tư nhiều nhất để sau con được thông minh, khỏe mạnh nhất. Rồi khi con lớn, họ lại bắt chúng học thứ họ muốn, ở nơi họ quy định, làm chỗ họ xin cho, chứ không phải chỗ con họ thấy phù hợp, mong muốn, thấy thích để lập nghiệp. Họ sinh con với mục đích để già có người chăm nuôi, biến con cái thành bảo hiểm y tế cho tuổi già của họ, chứ không phải vì tình yêu của họ. Nếu thật sự cha mẹ coi con là lẽ sống, thì khi con có cơ hội tốt phát triển ở đâu, sống với ai, họ sẽ không bao giờ can thiệp sâu để con mất hạnh phúc, phải không quý vị? Có chăng chỉ là sự góp ý, phân tích khách quan thời thế, chia sẻ kinh nghiệm đi trước để con lựa chọn cho đầy đủ và chính xác dưới nhiều góc nhìn khác nhau.
Thực sự rất hiếm bố mẹ yêu thương con đúng mực như vậy. Tất nhiên, thật hạnh phúc khi con cháu là niềm vui của tuổi già, nhưng nó chỉ nên là một phần tạo nên niềm vui hơn là tất cả niềm vui đến từ đó mà ra, phải không quý vị? Hơn chục năm tới nữa thôi, Việt Nam cũng bước vào giai đoạn dân số già, nhưng đất nước vẫn chưa giàu. Ngẫm sự đời thấy, lo cho tuổi già của mình. Quý vị có thấy lo không? Video ngày hôm nay của Ngẫm sự đời đến đây là hết rồi. Quý vị có đồng tình hay có thêm những chia sẻ nào khác với chúng tôi không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với Ngẫm sự đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Bên cạnh đó, Ngẫm sự đời cũng mong rằng quý vị có thể bớt chút thời gian quý báu của mình để nhấn nút yêu thích video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Đây cũng chính là nguồn động lực vô giá để đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm sự đời.